Xin chào các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt ở nhà thờ đá Phát Diệm, tọa lạc ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Và đây là ngôi thánh đường cổ kính 100 năm tuổi được xây dựng trong suốt 30 năm. Và hôm nay tôi sẽ mời các bạn cùng đi thăm cái công trình hoàn toàn bằng đá và gỗ ni rất đặc biệt này. Chính là tòa giám mục Phát Diệm số 75, Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Linh Bình. Đây là cái cổng đi vào nha mọi người nhé. Hân hoan chào đón quý khách. Đây chính là tòa chính tòa Phát Diệm đấy các bạn. Và hôm nay người ta đang chuẩn bị cho ngày mai giới trẻ gặp mặt giao lưu. Ở chính cái ngôi tòa ở chính cái ngôi nhà thờ đấy các bạn. Mọi thứ đang được chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai. Đây chính là cái kiến trúc mặt tiền của cái ngôi thánh đường này các bạn. Chúng ta thấy rất rõ kiến trúc của cổng tam quan các bạn. Cổng này hoàn toàn là bằng đá nha các bạn nhé. Thì hôm nay người ta kéo bạt nó che hết rồi, thành ra chúng ta không có cái cơ hội để ngắm một cách tổng thể của nó. Và đây chính là cái không gian bên tay phải của nhà thờ đấy các bạn. Ngày mai chắc chắn sẽ rất là đông và vui. Và ngày mai chúng ta sẽ đến đây để dự nha các bạn nha. Và tôi sẽ quay cho các bạn coi. Và đây là chính là cái quang cảnh phía trước của ngôi nhà thờ đấy các bạn. Một cái hồ khá là rộng. Giữa hồ chúng ta thấy có một cái hòn đảo, có một cái tượng đài của Đức Chúa Giêsu, một cái hồ khá là rộng. Và đây là thị trấn Kim Sơn, chúng ta thấy cái bộ mặt của thị trấn khá là phát triển. Và đây chính là cái không gian bên tay trái của nhà thờ đấy các bạn. Mọi thứ đang được chuẩn bị, rất nhiều những cái phông bạt được kéo lên để chuẩn bị cho ngày mai, một công tác chuẩn bị cho giới trẻ giao lưu rất là hay. Tuy rằng là cái mặt trước bị người ta đang căng bạt, chúng ta không quay được, nhưng cái mặt sau của nó thì chúng ta có thể quay được đây các bạn này. Thì hai mặt của nó cũng giống nhau thôi. Chúng ta thấy là kiến trúc của cổng tam quan hoàn toàn được thiết kế bằng đá với những cái mái của mũi thuyền, mũi hài rất giống với đình chùa của Việt Nam. Bên trong cái cổng của cái ngôi nhà thờ Phát Diệm này thì chúng ta thấy có một cái sập bằng đá rất là lớn này các bạn này. Đó. Còn người ta có để chữ là quý khách không ngồi lên cái sập đá này. Chúng ta sẽ cùng ngắm cái kiến trúc của cái ngôi cổng nhà thờ đá Phát Diệm được xây dựng hoàn toàn bằng đá đây các bạn. Kiến trúc mái vòm rất là chắc chắn, rất là kiên cố và vững chãi các bạn. Đây là những cái trụ đá rất là to các bạn nhé. Để xây dựng một công trình này, tôi nghĩ rằng là được xây dựng vào những cái năm rất là cách chúng ta rất là lâu rồi, người ta có thể vận chuyển những cái khối đá tới đây
để làm ra được một cái cổng như này cũng không phải là một chuyện đơn giản, có thể nói là rất là khó đấy. Và chúng ta thấy cột đá được chạm khắc rất là đẹp. Khi ngắm cái công trình này chúng ta thấy có một chúng ta đập cái mắt chúng ta thấy một cái công trình rất là chắc chắn, rất là vững chãi, rất là kiên cố các bạn. Và phía bên tay phải của tôi đấy, nhưng nếu mà đứng từ bên nhà, đứng ở trong nhà thờ mà nhìn ra thì là tay trái. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái hàng cột đá đây, những cái sập bằng đá đây, tất cả đều có. Và bên trên của những cái cổng này chúng ta thấy có khắc những cái hình rất là đẹp này các bạn ạ. Và đây chính là cái mặt tiền thứ hai của nhà thờ các bạn nhé, khá giống mặt tiền thứ nhất. Bây giờ khách đến tham quan khá là đông rồi. Cái lượng khách vào đây tham quan rất là đông đúc. Chúng ta sẽ ngắm cận cảnh cái ngôi, cái mặt tiền của ngôi nhà thờ này nha. Đấy, chúng ta thấy đây là ngôi mộ của cha. Cha xây xong vào tuổi 74 và cha qua đời đây. Và ngôi mộ được 120 năm rồi đấy ạ. Và chúng ta nhìn thấy các vòng quần đá này. Đây là cái phương đỉnh, chúng ta thấy phương là vuông đỉnh, đỉnh đá. Đây đang cho đặt sập đá là 20 tấn này, tôi có 20 tấn nguyên khối và tinh truyền dòng đến cho đặt sập rừng của vô hồ Quỳnh Liên, thành Tây Giai trên đó. Thành Tây Giai cách đây 6-70 km ngày xưa không có phương tiện như vậy. Các bạn thấy ông bà ta đánh hàng lùng với tre nhé, trôi cho sông cho biển về. Ở đây là cái gác chuông nhé mọi người nhé. Bây giờ ta sẽ lên thăm gác chuông của cái nhà thờ Phát Diệm này. Rất là đặc biệt đấy. Chúng ta thấy kiến trúc hoàn toàn bằng đá không này, rất chắc chắn. Và đây chính là cái cầu thang đi lên này mọi người nhé. Thang cái lối đi lên này, tương đối là nhỏ các bạn. Chúng ta chui đây giống như chui vào địa đạo Củ Chi vậy. Nhưng ở trong này hoàn toàn bằng đá nên chúng ta thấy cảm giác rất là mát mẻ. Đây chính là cái lối đi lên này các bạn này. Cái lối này chỉ vừa một người đi thôi nhé các bạn nhé. Ở trên cái lối đi lên này chúng ta thấy có rất là nhiều những cái ô thoáng, nhất là vừa lấy ánh sáng để cho đi lại nó dễ dàng, thứ hai để cho nó mát các bạn. Đây chính là những cái bậc thang đá để chúng ta có thể đi lên cái tháp chuông này các bạn này. Đây là ngôi nhà thờ rất lớn cho nên người ta mở cửa cho mọi người tham quan. Và đây là một trong những công trình rất là chắc chắn cho nên chúng ta có thể nên tham quan thoải mái nhé các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy rất rõ cái kiến trúc của cái tháp chuông này các bạn này. Và người ta cho chúng ta đang đi lên tháp chuông. Một cái kiến trúc chúng ta rất là quen thuộc nha các bạn nhé. Đây thì chúng ta thấy rằng là người ta đang là căng bạt đây để cho chuẩn bị cho một cho ngày mai cho giới trẻ giao lưu đây các bạn này. Một sân khấu cỡ lớn đã được dựng lên với rất nhiều bạt phông. Đứng từ góc này mà chúng ta nhìn xuống nhà thờ thì chúng ta sẽ thấy rằng nhà thờ rất là đẹp. Và phía bên tay trái đấy chúng ta thấy có rất là nhiều những cây nhãn này.
người ta cũng đang làm đọt cho ngày mai đây. Đây chính là cái cầu thang để chúng ta đi lên gác chuông đây mọi người này. Đây hoàn toàn kiến trúc bằng gỗ nha các bạn nhé. Hoàn toàn bằng gỗ lim rất chắc chắn. Với những cột khá là to. Và chúng ta sẽ lên đây để chúng ta tham quan nhé. Lớn bên 10 của chương nặng 2 tấn. Các con thấy ngày xưa không có phương tiện máy móc gì cả, ông bà ta phải đập đất thoai thoải theo kim tự tháp này. Đó, dài cả cây số, sau đó 5 vần 7 chu lên, khi xong mới dỡ đất ra để làm nền, rất kỳ công. Đó, chứ không có máy móc như ngày hôm nay để đưa. Đó, quả chuông này có 4 nút chuông với 4 chìa hán, bên phía trên là 4 mùa xuân hạ thu đông. Cái vồ này, chuông đánh theo mùa. Đó, di chuyển cái vồ để đánh. Và đặc biệt chúng ta thấy chuông đúc ngay tại sân này luôn, năm 1890, cha đúc quả chuông, chuông bằng đồng nhé các con nhé. Chuông bằng đồng, nhưng mà khi đúc cha có kêu gọi ông bà ta thả vàng vào. Cho ông bà ta thả vàng vào quả chuông. Ngày hôm nay chuông nhờ có vàng mà ngân vang xa trên 10 km, ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và thành phố bay cơ các con. Đó, bây giờ nhà xây cao tầng nhiều hơn rồi, cái hồ nào nhiều hơn rồi, đúng rồi, nên độ ngân vang của chuông có hạn hơn. Và hôm nay chúng ta về đây để đánh tiếng chuông. Bây giờ thì đấy, đoàn cử đại diện nhỉ, ai đánh nhỉ, các con xem ai đánh chuông nhỉ. Chú bác đang đánh chuông, chú bác đánh chuông, chú bác đánh chuông, chú bác đánh chuông. Đây nhá, đánh tiếng chưa thôi, mình nhường cho ông nhé, để ông đánh tiếng nhá. Rồi, để tất cả các con nghe nhá. Rồi, ông cứ đánh một tiếng đi nhá. Tất cả các ông nghe quả chuông. Đánh ba tiếng. Dạ, ông đánh đi. Rồi đấy, cảm ơn tiếng chuông của ông đấy, chúng ta thấy không? Độ ngân vang của chuông khá là lâu và dài khoảng 75 giây lắp về tiếng chuông. Đó, ông đánh tiếng chuông rất là nhẹ nhàng đấy không? Ngân vang xa đấy, 75 giây lắp về tiếng chuông cho các con thấy chim hát đang ngân nga này. 4 giờ đã đánh rồi. Đó. 21 mà có làm văn làm ấy gì mà biết làm. Nghe anh đánh chưa? Vàng lớn. Vàng. Ngân thế nhỉ? Đấy, chị Cơ tạo ra cho mình đi, sau đó thì chúng ta đi tham quan nhà thờ đá nhé. Lim đâu có mọt được. Các con thấy không, chuông là 2 tấn nhé. Đấy, đưa lên để đắp đất thoai thoải theo kim tự tháp để lăn lên, có thấy không? Quả chuông được 129 năm rồi, thấy không các con? Đó, chuông Việt Nam nhỉ. Xin cô cho đánh em cái này chụp. Đứng cạnh bố mày chụp cho. Bây giờ nó cao hơn bố. Cái tươi đi, kiểm phát kìa. Đây chính là cái lối đi xuống đây mọi người. Ta nắm cái kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ. Đây người ta ghi là quý khách không tự đánh chuông. Cái này có những cái lan can khá là thấp. Còn đây chính là cái gác trống, có một cái trống treo ở đây các bạn này. Thì cô gái đã chuẩn bị chụp ảnh cho mọi người kìa. Chúng ta sẽ đứng từ trên cao
đứng từ trên cao để ngắm toàn cảnh của cái ngôi nhà thờ đá này nha mọi người nha. Hôm nay trời khá là oi bức đấy các bạn. Đứng từ trên cao nhà thờ đá rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng ngắm cái gác chuông của cái ngôi thánh đường này. Và chúng ta sẽ ngắm cái kiến trúc rất là đặc biệt, rất là phong cách của Việt Nam. Kiến trúc của cổng Tam Quan, đình chùa. Đó các bạn. Mà chúng ta được lên đây để ngắm một cách chi tiết rõ ràng. Và đây chính là cái lối đi xuống đây mọi người này. Đây chúng ta thấy cái cổng thứ hai này. Mọi thứ được chạm khắc rất là tinh xảo đấy các bạn, rất đẹp. Bên trong chúng ta có một cái cổng chính rất là lớn này. Phía trước gặp cái hòm bác ái, cả ba cửa đều đóng. Những họa tiết hoa văn trên cái mặt tiền của cái ngôi thánh đường Phát Diệm. Tôi mời các bạn cùng tôi ngắm kỹ lại một lần nha. Rất là đẹp đấy. Và đây chính là cái cổng bên trong của ngôi thánh đường này mọi người này. Chúng ta thấy đằng nhà thờ có vẻ đang bị hấp hơi. Và chúng ta thấy rất là ướt át này. Nhưng khi vào trong này chúng ta cảm thấy rất là mát mẻ đấy các bạn nhé. Chúng ta thấy những cái khối đá rất là lớn này các bạn. Tôi nghĩ là nó phải có chiều dày khoảng tầm 60-70cm. Đá thì đang bị hấp hơi nên chúng ta thấy rất là ẩm và thấy có nước. Và đây chính là cái cổng phụ đây các bạn. Và đây chính là cái bề dày của cái bức tường này nha các bạn. Tôi thử đo cho mọi người coi này. 1, 2, 3. Thấy các bạn thấy không? Nó có bề dày khoảng rơi vào tầm khoảng đến 70-80cm đấy. Và đây chính là cái cổng chính này các bạn này. Cổng chính được làm bằng gỗ, rất là đẹp. Chắc chắn quá.